Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ, ngày Canh Tý tức can sinh chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Bích Thượng Thổ, kỵ tuổi Giáp Ngọ, Bính Ngọ, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, sao Phi Ma Sát kỵ về giá thú nhập trạch, sao Trùng Phục kỵ về giá thú an táng, sao Lão Ban Sát kỵ về khởi công động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết để thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý, khi có tiền trong tay, bạn nên biết sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan hơn, sử dụng vào mục đích có giá trị để tiền đẻ ra tiền. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng nên hướng tới những giá trị tích cực hơn cho mặt tinh thần nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Hôm nay với bạn tuổi Tý cần phải đề phòng các bệnh liên quan tới thần kinh, bệnh về thận hay là về bàng quang. Bạn hãy dành thời gian để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa, để cho thể trạng của mình nhờ thế mà có thể hồi phục được một cách nhanh chóng. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần, và theo hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy với bạn tuổi Tý nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, mở rộng mối quan hệ xã giao, chủ động để giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nhân cơ hội này để phát huy điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, khăng khăng làm theo ý của mình, dễ vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có sự bất đồng quan điểm với nhau.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 75, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Sửu có được sự cân bằng cần thiết khi bạn đang quằn dư âm Tết để lại. Bản mệnh cũng đang cảm thấy bị lung lay, chệch mãng, chưa thực sự tập trung cho công việc của mình. Và điều này làm cho bạn tuổi Sửu dễ dàng đối mặt với những khó khăn, trở ngại hơn. Và với những vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay, chính vì bạn gặp được ngày có ngũ hành lục hợp cho nên cũng dễ dàng sắp xếp được một cách ổn thỏa nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, nhưng đây không hẳn là điều xấu vì chúng sẽ giúp cho bạn nhận ra được đâu là kẻ đang lợi dụng bạn về tiền bạc, ai thực sự thật lòng với bạn. Có thể nói lúc hoạn nạn bạn mới nhìn ra chân tướng của sự việc. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ có những rắc rối liên quan tới vấn đề về sức khỏe của bạn. Nếu như bạn tuổi Sửu cảm thấy có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì ngày hôm nay bạn nên sắp xếp thời gian để đi thăm khám bác sĩ cho kỹ lưỡng. Và dù sao đi nữa, sức khỏe cũng đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của bạn. Bạn cần phải lưu tâm nhiều hơn bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có được cơ may phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa không nên sống phụ thuộc vào vận may. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cố gắng làm việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc tin tưởng vào nửa kia của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 67, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần không còn nhìn nhận được rõ mọi vấn đề xảy ra trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dần rất dễ tự dối mình bằng vẻ bề ngoài của một sự việc hoặc là một con người nào đó. Với bạn cần phải tập trung hơn, chú ý hơn tới mọi góc độ về bản chất và các chi tiết nhỏ nhặt. Và đây là ngày để cho bạn tuổi Dần cần phải thận trọng với mọi tình huống thay vì chỉ xem xét chúng ở góc độ bề ngoài, hình thức. Và điều này sẽ giúp cho bạn tránh được những rắc rối khi tiếp xúc sâu vào bên trong. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu chuyện tình cảm của bạn tiến triển đang theo chiều hướng tốt đẹp hơn so với trước đây. Các cặp đôi đã vượt qua được bao nhiêu sóng gió, thử thách để đến được với nhau. Này có thể nhân cơ hội này để tính tới chuyện trăm năm hạnh phúc nữa rồi. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày 16 tháng giêng năm Nhâm Dần. Nếu như với bạn tuổi Dần có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi và may mắn hơn. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ không nên làm việc một cách nhanh chóng và cẩu thả. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai, đừng có bỏ cuộc khi mới gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim không nên ngại khó khăn, gian khổ để vươn tới thành công. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 69, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Mão, thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Mão đang có sự vô lễ, rất dễ đắc tội với người lớn tuổi và có thể là với bạn tuổi Mão đang vô tư, không để ý tới lời ăn tiếng nói của mình mà nói ra những lời khó nghe với những người nghiêm khắc sẽ không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm này của bạn nữa đâu nhé. Và với bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn hãy học cách tin tưởng vào bản thân mình với sự hỗ trợ của chính quan chiếu mệnh. Và chỉ khi bạn tự tin và dựa vào chính bản thân mình thì bạn sẽ có được những thành công giá trị thay vì đặt niềm tin vào bất cứ ai khác. Rồi bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi mọi việc không được như ý muốn của mình. Tuy nhiên, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ hậu thuẫn cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi có được cơ hội hàn gắn sau những rạn nứt trước đây. Nhất là đối với những cặp đôi yêu xa, nay có được cơ hội để hàn gắn, thậm chí là có thể được về gần bên nhau nữa. Một số người còn có tin vui về chuyện cưới hỏi trong ngày hôm nay nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp, quan tâm tới nhau. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nửa kia thấu hiểu tâm lý, vợ chồng đồng lòng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, biết trân trọng tình cảm mà mình đang có. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, dễ vướng vào những mâu thuẫn thị phi với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, khăng khăng theo ý của mình mà bỏ ngoài tai những lời của người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 94, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này rất dễ cởi mở lòng mình hơn với một nửa của mình khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Nhờ đó mà với bạn tuổi Thìn có được sự gắn kết hơn trong ngày hôm nay. Và nếu có thể, trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, nên bật đèn xanh cho một người đang theo đuổi mình và cơ hội hai người thành đôi trong tương lai là rất cao nhé. Và ngày này với bạn tuổi Thìn sẽ có những mối quan hệ khiến cho bạn nhận rõ được sự phiền phức bởi ảnh hưởng của tỷ kim gây ra. Vì thế, với bạn, thay vì than trách người đó thì bạn nên thể hiện sự bao dung, che chở hoặc là bỏ qua cho ai đó để cho mọi thứ bớt đi sự căng thẳng vốn có của nó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này khiến cho cuộc sống của bạn thêm phần rối ren hơn. Và nếu như bạn tuổi Thìn muốn giảm tối đa những căng thẳng trong đời sống của mình, thì cách tốt nhất là bạn hãy tập trung xử lý một vài vấn đề quan trọng nhất mà bạn đang gặp phải. Có một số chuyện chỉ cần bỏ qua và chuyển sang ngày khác thì mọi thứ đã trở nên êm đẹp trở lại rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, nhận được tiền lương, tiền thưởng cho những gì mà mình đã đóng góp từ trước tới nay. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, chi tiêu có kế hoạch, tài lộc được dư dả. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tiếp tục cố gắng, không nên dễ dàng thỏa mãn với hiện tại. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy sắp xếp công việc để tiến hành sao cho hợp lý. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022.
Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này có thể sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ tìm kiếm được những giá trị mới mẻ, lý tưởng cho đời sống của mình. Và từ đó, tâm hồn của bạn được mở rộng, tinh thần của bạn được tích cực hơn. Bạn hãy cho mình cơ hội để được làm mới chính bản thân mình theo nghĩa tích cực nhất bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này làm cho cái mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy trở nên căng thẳng hơn so với thời gian trước đây, với những hiểu lầm hai người chưa được hóa giải, và đây là nguyên nhân khiến cho những mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt hơn. Và nếu như cả hai không ngồi lại và trò chuyện thẳng thắn với nhau thì sẽ chẳng thể nào hàn gắn được những sự rạn nứt này nhé. Xem tử vi cũng cho thấy theo nhị thập bát tú hôm nay được xem là ngày tốt, vì vậy với bạn tuổi Tỵ nên thực hiện những công việc như là khởi tạo, trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ về mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các vụ việc làm thủy lợi như là tháo nước, đào kênh, khai thông mương rãnh. Nhưng bạn cũng nên kiêng cự những công việc như là lốt giường, đóng giường, đi thuyền. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc sao cho phù hợp để thực hiện sao cho đạt được hiệu quả nhất. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, quan hệ với cấp trên trở nên căng thẳng hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim hãy cư xử một cách lý trí hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy không nên nóng nảy khi gặp phải chuyện không hài lòng. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 56, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Ngọ rất dễ nóng giận và nổi xung lên trong những tình huống không kiểm soát được. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay là bạn nên bình tĩnh để lắng nghe những ý kiến của mọi người, và khi có nhiều thông tin hơn với bạn tuổi Ngọ sẽ có được nhiều góc nhìn khác nhau về sự việc. Điều đó sẽ giúp cho bạn giải quyết được vấn đề một cách dễ dàng hơn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, và đây là cơ hội tốt để cho bạn lên kế hoạch cho một tương lai của mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự tính toán kỹ càng, cẩn trọng hơn thay vì nghĩ gì là làm đó. Mọi hoạt động có tính toán kỹ lưỡng sẽ giúp đem lại cho bạn được hiệu quả cao hơn như những gì mà bạn đã dự tính ban đầu. Và trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp phải ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ ảnh không hề nhỏ tới vấn đề sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với những ai đang có bệnh nền về xương khớp, rất dễ đau bệnh. Những bạn làm ở văn phòng thì cũng không nên ngồi lâu một chỗ mà nên thỉnh thoảng đứng dậy vận động nhẹ nhàng để cho sức khỏe của mình được tốt hơn. Ngoài ra, với bạn tuổi Ngọ cũng nên có chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện về tình hình sức khỏe của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim thực hiện mọi việc theo đúng như kế hoạch mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ sức khỏe không được tốt cho lắm nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc làm việc hết mình sẽ thu được kết quả xứng đáng. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 63, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi,
cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này khiến cho bạn tuổi Mùi khó có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách rõ ràng. Và trong công việc của bạn tuổi Mùi ngày hôm nay, với góc nhìn của bạn đang bị tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan từ bên ngoài. Vì thế, không nên vội vàng đưa ra quyết định làm gì trong ngày hôm nay vì bạn rất dễ phạm phải sai lầm nhé. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi Mùi, mọi người có thể đồng ý với bạn về một quan điểm nào đó. Tuy nhiên, không phải họ sẽ dễ dàng đồng ý với tất cả bởi bạn đang phải chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh gây ra. Và trong ngày này với bạn tuổi Mùi, cũng có thể sẽ có người ganh tị với những gì mà bạn đã đạt được. Do đó, bản mệnh cũng nên khiêm tốn sẽ tốt hơn. Và xem tử vi cũng cho thấy, ngày hôm nay với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải có sự rạch ròi, lắng nghe những chia sẻ, những ý kiến từ mọi người, thay vì vội vã đưa ra quyết định mà không trưng cầu ý kiến từ mọi người. Nếu không, bạn sẽ vấp phải sự phản đối một cách dữ dội từ tập thể nữa nhé. Bù lại, trong chuyện tình cảm của bạn tuổi Mùi ngày hôm nay lại chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Với những ai đang còn độc thân thì đang có được vận đào hoa nở rộ, nhiều người để ý, theo đuổi. Thế nhưng, bản mệnh cũng chớ nên có vội vàng, lựa chọn ai đó để khỏa lấp những nỗi cô đơn. Tất cả đều cần có thời gian để cho cả hai hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có được cơ hội tìm được nửa kia, bạn cũng nên quan sát kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ làm việc chăm chỉ sẽ có được của ăn của để. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc vợ chồng đồng lòng khắc phục được những vấn đề khó khăn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 65, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Thân sẽ không gặp phải những khó khăn trong việc tìm kiếm hạnh phúc của mình ngày hôm nay. Với điều kiện là với bạn tuổi Thân nên chủ động và tích cực để nắm bắt lấy những giá trị tốt đẹp của đời sống, thay vì chỉ nghĩ về những điều bi quan, những yếu tố tiêu cực. Và hai vợ chồng của bạn cũng đã cảm thấy tâm đầu ý hợp với nhau hơn trong khoảng thời gian này nữa rồi. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, tâm trí của bạn được mở rộng, thực thần chia chở cũng đem lại cho bạn có được tinh thần rất thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Với bạn cũng có thể nhân cơ hội này để có những thay đổi tích cực trong đời sống của mình. Đừng có bỏ lỡ cơ hội để bạn làm mới chính bản thân mình nữa bạn tuổi Thân nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ mang lại cho bạn có được tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Có thể chỉ là một dấu hiệu nhỏ thôi, nhưng cũng là lúc để cho bạn điều chỉnh, tìm được hướng đi phù hợp cho mình. Và nếu như bạn đang cảm thấy hoang mang, bạn nên lắng nghe và thử làm theo những người có nhiều kinh nghiệm trước cái đã nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, dễ tiếp thu những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đề phòng có kẻ tiểu nhân gây tổn thương đến bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp phải chuyện xui xẻo. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ mâu thuẫn, khắc khẩu với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu,
chùa chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có điềm báo nên cẩn trọng mọi việc ngày hôm nay, vì bạn đang gặp ngày có ngũ hành Tý Dậu tương phá, cho nên mọi dự định của bạn khó có thể hoàn thành như đã định. Và ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn nên cố gắng tập trung chỉnh sửa những lỗi sai sót, đừng để cho những rắc rối của mình ảnh hưởng tới người khác, kẹo lại để cho mọi người có cái nhìn thiếu thiện cảm về bản thân mình bạn tuổi Dậu nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, điều này cũng khiến cho bạn tuổi Dậu đang cảm thấy cuộc sống quả thật là có quá nhiều căng thẳng, stress, mệt mỏi, áp lực từ công việc. Do vậy, bạn cũng nên sắp xếp công việc để có được thời gian nghỉ ngơi và hãy cho mình cơ hội được dựa vào ai đó. Khi bạn tìm thấy chỗ dựa về tinh thần thì bạn sẽ thấy mọi phút giây qua đi sẽ nhẹ nhõm và tích cực hơn rất nhiều. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành kim sinh cho thủy vượng, cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại trở nên vượng sắc hơn. Với bạn tuổi Dậu có thể sẽ gặp được những đối tượng phù hợp với mình trong các buổi tụ tập hoặc mặt bạn bè ở đầu năm mới, và đây là cơ hội để cho bạn tìm được bến đỗ cho mình. Hãy mở rộng lòng mình hơn chứ đừng có khắt khe quá với ai đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa tập thể đi tới thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, chú ý trong cách sử dụng từ ngữ, không nên làm tổn thương người nghe. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, chưa thực sự thấu hiểu con cái của mình, quan hệ đôi bên không được hòa thuận cho lắm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, không nên áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 15, số 84, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, chùa chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, điều này khiến cho bạn đang đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi nhận ra được lòng người. Có những đối tượng không thực lòng hay là chân thành với bạn như bạn thường nghĩ về họ, nhưng cái điều quan trọng là bạn luôn có được sự sẵn sàng để thích nghi với mọi sự thay đổi, nhờ thế mà bạn sẽ trải qua một ngày thực sự là thú vị nữa. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, điều này khiến cho bạn hay có những suy nghĩ tiêu cực và có những lúc trên khuôn mặt của bạn lộ rõ sự u buồn. Với bạn tuổi Tuất, bạn nên biết rằng trong ngày hôm nay, tiếng cười là liều thuốc có giá trị, cho nên nếu như bạn muốn có được tinh thần thoải mái, tâm trạng tốt thì bạn hãy cười thật nhiều lên bạn tuổi Tuất nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày 16 âm lịch này, nếu như bạn tuổi Tuất có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh cũng nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi, may mắn, hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, là người vợ, người chồng có trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, quan tâm, chăm lo tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, tiếp tục cố gắng, không nên hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, kinh doanh, đầu tư bắt đầu có lãi. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 72, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Hợi,
Chùa chúng ta thấy là ngày này hứa hẹn sẽ là một ngày vui với bạn tuổi Hợi, có thể sẽ có một sự kiện nào đó mà bạn sẽ gặp được người mà bạn bấy lâu nay xa cách, hay có thể là gặp được người thân ở phương xa trở về, cũng có thể sẽ quên được một người bạn tâm đầu ý hợp khi có được ngũ hành tam hội nâng đỡ. Và ngày này thực sự là ý nghĩa với bạn tuổi Hợi. Bạn có thể chia sẻ những tâm sự, những điều thú vị của cuộc sống và cùng những sở thích, đam mê cùng với người bạn của mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này cho thấy vận trình tài lộc của bạn đang khởi sắc một cách rõ rệt. Tài lộc của bạn bắt đầu được rủng rỉnh, việc kinh doanh buôn bán có được những dấu hiệu tích cực ngay từ thời điểm đầu năm mới. Với bạn tuổi Hợi, chẳng lo không thiếu tiền tiêu, bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm theo con đường mà mình đã lựa chọn là được rồi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này làm cho bạn phải dành nhiều thời gian và tâm sức để tìm ra cách cải thiện về tình hình sức khỏe của mình. Bạn không nên suy nghĩ quá nhiều và cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu để cho bạn chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành nữa rồi nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, thích thể hiện quan điểm của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp với mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không nên ôm đồm quá nhiều công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, thành công không đến một cách nhanh chóng. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 88, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.